đã đến với bài học tiếp theo. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đơn chất, hợp chất và phân tử. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 La Mã, đơn chất và hợp chất. Bài ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta phân chia các cái chất ra thành từng loại khác nhau và để thuận tiện cho việc nghiên cứu sau này. Và ở đây dựa vào thành phần cấu tạo của chất mà chúng ta sẽ chia chất ra làm hai loại, đó là đơn chất và hợp chất. Vậy thì đơn chất là gì và hợp chất là gì? Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu. Đầu tiên là về đơn chất. Và sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chất. Đơn chất được định nghĩa là một chất được tạo bởi một nguyên tố hóa học. Chúng ta biết rồi, ở bài học lần trước chúng ta biết rồi, để cấu tạo nên chất thì gồm có các nguyên tố hóa học. Vậy thì nếu mà chất đó được tạo bởi một nguyên tố hóa học thôi thì người ta gọi là đơn chất. Đơn ở đây có nghĩa là một, chất ở đây đơn chất nghĩa là một chất được cấu tạo bởi một nguyên tố hóa học. Và thường tên của đơn chất sẽ trùng với tên của nguyên tố hóa học, ví dụ như là sắt, sắt, đồng hay là kẽm. Thì chúng ta sẽ có lưu ý đầu tiên, đó là tên của đơn chất thường trùng với tên của nguyên tố. Bạn lưu ý là thường thôi ạ. Tiếp theo, đó là một nguyên tố có thể có hai hoặc ba dạng đơn chất khác nhau. Ví dụ như là chúng ta đã nói về sắt. Sắt là đơn chất được tạo bởi nguyên tố sắt thôi. Vậy thì một nguyên tố sẽ tạo ra một đơn chất sắt. Tuy nhiên, với trường hợp của ví dụ như với nguyên tố carbon. Nguyên tố carbon thì sẽ có nhiều các cái dạng đơn chất khác nhau. Cùng là nguyên tố carbon cấu tạo nên nhưng chúng ta có các cái dạng đơn chất, ví dụ như là kim cương, là than. Trong than thì sẽ có nhiều loại, ví dụ như là than trì, ví dụ như than trì hoặc là than gỗ. Hoặc là chúng ta đã nghe đến carbon vô than hoạt tính rồi đúng không ạ? Vậy đấy cũng than hoạt tính cũng là một dạng đơn chất của nguyên tố carbon. Vậy thì mà rõ ràng ta sẽ thấy rằng là kim cương có vẻ bên ngoài khác hoàn toàn với than trì. Có lấy ví dụ hai dạng đơn chất của carbon. Với kim cương thì sẽ có bên vỏ cái vẻ bên ngoài là trong suốt, sáng lấp lánh, và kim cương là một chất cứng nhất, là một chất tự nhiên cứng nhất, đúng không ạ? Còn ngược lại than trì lại có màu xám, xám sẫm và nó khá là mềm và trơn, được dùng làm lõi trong ruột bút chì chúng ta. Khác nhau hoàn toàn, kim cương dùng làm trang sức, còn than chì thì sẽ dùng ở trong được dùng làm lõi bút chì. Vậy thì rõ ràng là cùng nguyên tố carbon đều được cấu tạo từ cùng nguyên tố, nhưng rõ ràng tính chất của chúng khác nhau. Kim cương là một chất cứng nhất trong các chất tự nhiên, còn than chì lại là một chất rất là mềm, chúng ta có thể dùng để viết
đúng không ạ? Vậy thì nó khác nhau ở đâu? Khác nhau ở đây là khác nhau về cách sắp xếp các cái nguyên tử carbon ở trong các cái đơn chất về kim cương lẫn than trì, thì chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu hơn ở trong các cái chương trình trên, các cái chương trình hóa học các lớp trên. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có thể giới thiệu, ở đây cô chỉ mang tính chất là giới thiệu cho các bạn biết được rằng làm với cùng một nguyên tố nhưng có nhiều các cái dạng tồn tại, các dạng đơn chất tồn tại khác nhau, đúng không ạ? Dựa là do cái sự sắp xếp của các cái nguyên tố, của các nguyên tử này là khác nhau, đúng không ạ? Và ở đây kim cương cũng có thể chuyển về than trì ở nhiệt độ là 1500 độ C và không có không khí. Và ngược lại, than trì cũng có thể chuyển về kim cương ở cùng điều kiện là 1500 độ C. Tuy nhiên, áp suất lúc này lại cần tới 6000 atmosphere. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là cùng một nguyên tố carbon, vậy chúng ta có thể chuyển được về các cái dạng đơn chất của nhận của nguyên tố đó, nhưng điều kiện là khác nhau để có thể thay đổi được cái sự sắp xếp của các nguyên tử của nguyên tố đó. Và ý tiếp theo trong phần đơn chất đó là ta chia đơn chất ra làm hai loại nhỏ hơn. Đó là kim loại và phi kim. Kim loại và phi kim. Kim loại là các cái đơn chất mà chúng ta đã vừa nhắc đến, ví dụ như là sắt, ví dụ như là đồng, nhôm. Vậy thì mình có thể khái quát lên với đơn chất là kim loại có một số các cái đặc tính chung. Đó là các cái kim loại thì thường có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt, cùng với đó là tính ánh kim, đúng không ạ? Vậy thì các cái đơn chất nào mà có các cái tính chất như thế, chúng ta sẽ xếp vào nhóm đó là kim loại dựa vào các cái tính chất chung như là có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ngoài ra thì còn có một tính nữa là tính dẻo, có thể rát mỏng hoặc là rèn. Và cấu tạo của kim loại, cấu tạo của kim loại đó là các cái đơn chất kim loại sẽ gồm có các cái nguyên tử của các nguyên tử của một nguyên tố, nó sẽ sắp xếp đặc khít lại với nhau. Kim loại có cấu tạo đó là các nguyên tử sắp xếp theo một trật tự có cấu tạo của các nguyên tử sắp xếp đặc khít và theo một trật tự xác định. Và tiếp theo mình sẽ